bây giờ xin quý vị hướng về sân khấu với nhạc phẩm rất là mùa xuân, Cánh bướm vườn xuân, do phần trình diễn của các anh chị em nghệ sĩ của nhóm Việt Entertainment cũng như là qua trình diễn của nữ ca sĩ Nhật Hà. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho nhạc phẩm Cánh bướm vườn xuân. Trình diễn của nữ ca sĩ Nhật Hà với nhạc phẩm Cánh bướm vườn xuân. Xin cảm ơn quý vị.